các lực lượng chức năng huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vừa triệt phá một trường gà ở xã Phú Hiệp với quy mô lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân thời gian qua. 43 đối tượng bị bắt quả tang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Công an thu giữ 2 con gà đá, 2 bộ tài xỉu, 26 xe mô tô các loại và hơn 30 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng. Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp các đơn vị liên quan vừa tiêu hủy lượng hàng lậu trị giá hơn 1,1 tỷ đồng mà các đơn vị đã bắt giữ từ đầu năm đến nay. Hàng hóa tiêu hủy đợt này bao gồm 206 danh mục như thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, hóa chất, cồn công nghiệp thuộc danh mục hàng cấm, hàng quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng không đủ điều kiện lưu hành. Đây là nỗ lực kiên quyết chống hàng gian, hàng giả của tỉnh này. Chúng tôi tiếp cận Bảo và Lộc, hai người chuyên mua bán máy, thông báo có cảnh sát giao thông đang bán tốc độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ cho biết máy này nhập từ Nga. Chiều ngày 28 tháng 9, một nam thanh niên tìm mua máy này tại chợ Nhật Tảo thì được nhiều người chỉ đến một tiệm tại góc đường Nguyễn Kim Nhật Tảo gặp Bảo. Tại đây, Bảo cho biết không bán nhưng có thể đi liên hệ giúp với điều kiện khách không được đi theo, nhưng cũng phải đợi Bảo thuyết phục vì mặt hàng này ngại bán cho người lạ. Một ngày sau, Lộc gọi điện và cho biết được Bảo giới thiệu bán máy, hẹn khách đến đường 3 tháng 2, quận 10 xem hàng. Còn đủ, còn có 9 cái à, Huy ơi. Cái đó cũng nghe đó. Tuy nhiên khi đến nơi thì Lộc rất dè chừng người lạ nên không gặp và yêu cầu khách đến tiệm của Bảo xem hàng. Tại đây, Bảo lấy cho khách một chiếc hộp chứa máy được cho là máy báo của cảnh sát giao thông đang bắn tốc độ, có xuất xứ từ Nga. Máy có kích thước nhỏ và có hình dạng giống như con chuột của máy tính với giá 680.000 đồng. Để cảnh giác, Bảo cũng không giới thiệu tính năng và cách sử dụng. Mãi khi khách hàng làm giữ, Lộc mới chịu tư vấn qua điện thoại. Cái máy này nó xài bằng cái sóng từ mà. Còn camera là báo, nếu mà mấy camera đường này kia nữa là nó báo chừng 1-2-3 tiếng mới hết. Rồi còn nếu mà cái súng mà, nếu mà thấy mà nó nghe mà nó báo hoài luôn á, là ở trên nó có băng, nó đo được tới 2 cây số. Mà tụi cảnh sát là nó thu hình mình chỉ có từ 1 cây đổ lại thôi. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì các loại máy này cũng đang được giao bán công khai trên mạng. Tuy nhiên, hầu hết người bán đều không đồng ý gặp mặt mà chỉ chuyển phát nhanh và nhận chuyển khoản. Để xác minh máy có thật sự phát huy công dụng như lời quảng cáo hay không, phóng viên chúng tôi đã theo chân một người đàn ông lắp đặt trên xe ô tô đi thử trên đường nơi có cảnh sát giao thông đang bắn tốc độ. Máy lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện trên ô tô và đặt phía trước như thế này là có thể hoạt động được. Đây là hình ảnh lúc máy đang hoạt động còn cách nơi cảnh sát giao thông bắn tốc độ khoảng 2 km. Máy chỉ hiện báo sáng mà không phát ra tín hiệu nào. Tuy nhiên, khi vừa lưu thông cách nơi có máy bắn tốc độ của cảnh sát giao thông khoảng hơn 500 m đến 1 km thì máy mới liên tục báo hiệu. Khi máy báo hiệu có cảnh sát giao thông đang thực hiện bắn tốc độ thì không thuộc cái đối tượng quản lý và xử lý của phòng cảnh sát giao thông đường sắt. Theo tiết lộ của những người bán máy thì máy có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, máy Trung Quốc hoạt động không ổn định như lời quảng cáo.